Như báo Đầu tư Tài chính có nhiều bài phản ánh trước đó, dù thời tiết nóng như thiêu đốt, nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng rong rắn chờ mua vàng ở các cửa hàng vàng, các điểm bán vàng bình ổn. Tuần thứ hai bán vàng bình ổn, các đơn vị chỉ phát 50 số thứ tự mỗi ngày, khiến nhiều người dân phải đi về rồi quay lại điểm bán nhiều ngày liên tiếp, nhưng vẫn chưa mua được vàng miếng. Về số lượng, nếu như ban đầu các đơn vị thông báo bán không giới hạn, sau đó hạ xuống mỗi người chỉ mua được 5 lượng và phải trình căn cước công dân, thì nay mỗi người chỉ mua được 1 lượng. Trước khi bước vào tuần thứ 3 bán vàng bình ổn, tối hôm trước đó từ khoảng 22 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 6, nhiều người bắt đầu thức trắng đêm xếp hàng để chờ bốc số mua vàng vào sáng 17 tháng 6. Không còn cảnh xếp hàng chen lấn mà tạo thành đám đông hỗn loạn, công an dân phòng phải vào cuộc giữ trật tự. Một câu hỏi đáng lưu ý, trong hàng ngàn người xếp hàng đăng ký mua vàng, có bao nhiêu người đang có nhu cầu sử dụng vàng miếng thật sự? Hay là đang xuất hiện nghề đứng tên mua giùm vàng miếng cho những kẻ có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi? Bởi lẽ các giao dịch thương mại hiện nay đã nghiêm cấm thanh toán bằng vàng giữa cá nhân với cá nhân. Hình ảnh ghi lại dưới đây với những người xếp hàng rong rắn để mua vàng. Họ chấp nhận dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè để chờ đến lượt từ ngày này sang ngày nọ, không biết mệt mỏi. Thử hỏi người dân tích lũy vài triệu đồng có chịu bỏ công ăn việc làm để mua vài chỉ vàng hay không? Những người có tiền trăm, tiền tỷ có chịu đội nắng cả tuần, thức trắng đêm để đầu cơ vàng hay không? 20 giờ tối 16 tháng 6, tức Chủ nhật, Báo Đầu tư Tài chính đã nhập cuộc điều tra với vài người mua vàng hộ để tìm hiểu. Dòng người đổ về trụ sở chính công ty SJC ở số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, xí trước chỗ ngồi để đợi tới sáng thứ hai đầu tuần 17 tháng 6 mua vàng. Sau đó, lực lượng công an khu vực đến nắm tình hình đã giải tán đám đông. Dòng người tản ra lảng vảng dọc hai bên đường để chờ công an rời đi thì tiếp tục tụ tập. Đến 24 giờ khuya, dòng người tiếp tục kéo dài tới khi công ty SJC mở cửa giao dịch vào 7 giờ sáng. Từ 12 giờ khuya ngày 16 tháng 6 đến 8 giờ 30 phút sáng 17 tháng 6, dòng người xếp hàng trước chịu khó ngồi trực hàng tiếng đồng hồ để chờ công ty SJC mở cửa giao dịch. Người thì ngồi bệt xuống san sát nhau trên vỉa hè, người thì trải chiếu ra nằm. Tất cả một khoảng trống đều chật kín người, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi phóng viên Báo Đầu tư Tài chính tiếp cận một nhóm người đang ngồi cạnh nhau để chờ xếp chỗ xếp hàng, thì được biết nhóm có 7 người đều là sinh viên do cô chủ nhà trọ thuê đi xếp hàng mua vàng. Một thành viên trong nhóm này chia sẻ, mỗi người được giao đi mua một lượng vàng và nếu mua thành công được trả từ 500 đến 600 ngàn đồng một lần. Chính vì vậy ai cũng cố gắng hết sức có thể, chịu khó kiên nhẫn xếp hàng từ khuya tới sáng, bất chấp bỏ đi giấc ngủ bình thường như mọi khi. Một cửa hàng tiện lợi sát vách công ty HGC cũng tranh thủ bán hàng kéo dài tới sáng, bởi liên tục có những dòng người đổ về xếp hàng vào mua nước uống. Phóng viên Đầu tư Tài chính cũng đã tiếp cận để hỏi vì sao lại đi xếp hàng mua vàng ngay từ khuya mà sao không đợi tới sáng. Một thanh niên từ quận 8 qua công ty HGC xếp hàng mua vàng cho biết từ bữa giờ cũng đã mua được 3 lượng, nay tiếp tục đi tiếp để mua thêm 2 lượng, sau đó sẽ mang đi bán ngoài thị trường chợ đen kiếm lời. Mua ngay, bán ngay, có lời ngay, nên rất quyết tâm chịu khó xếp hàng như bao người. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ xếp hàng mua vàng là người dân bình thường, họ có tài chính dồi dào và có nhu cầu mua vàng. Nhưng thực chất hầu hết những người này đều xếp hàng đăng ký số mua hộ. Một người dân sống gần công ty SJC cho biết, trong số người ùn đi xếp hàng mua vàng, như đã thấy, chỉ nằm ở bề nổi. Do là người được thuê làm việc này, bởi họ được trả tiền từ 500 đến 1 triệu đồng, nên quá hấp dẫn, không thể chối từ. Song đằng sau vụ mua vàng được những người đi xếp hàng chia sẻ, họ còn được chính các tiệm vàng tư nhân, những đại gia có nhiều tiền thuê đi xếp hàng. Chính vì vậy, cảnh tượng xếp hàng mua vàng mới đông như vậy và tạo sự hỗn loạn dần dần. Trao đổi với Đầu tư Tài chính, tiến sĩ Lê Đặc Chí, trưởng khoa Tài chính Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên báo Đầu tư Tài chính, ngay chính ông cũng đã có nhiều bài phân tích nói về điều này. Ngay từ đầu đặt đề bài để giải bài toán chênh lệch giá vàng trong nước với giá thế giới của ngân hàng nhà nước đã sai, nên quá trình triển khai để giải bài toán này càng sai. Bước đầu đem vàng ra đấu giá đã sai,
Khi thành viên tham gia đấu giá vàng nhiều hơn lượng vàng ngân hàng nhà nước bán ra, một vài phiên đấu giá tạm theo nhiều người gọi là ế. Nhưng làm sao ế khi các thành viên tham gia có nguồn lực lớn, có thể mua nhiều hơn lượng vàng mà ngân hàng nhà nước đem ra can thiệp. Sau đó, ngân hàng nhà nước loại bỏ bớt các thành viên là các công ty kinh doanh vàng và các ngân hàng thương mại khác. Ngân hàng nhà nước chuyển sang bán cho những thành viên thuộc quyền sở hữu và chi phối của mình. Nhưng vấn đề của thị trường vàng không phải là thành viên tham gia đấu giá vàng từ ngân hàng nhà nước. Bởi nếu thành viên này mua về để găm giữ, chỉ việc thanh kiểm tra và ban hành các văn bản pháp lý trong thẩm quyền của chính ngân hàng nhà nước mà luật ngân hàng nhà nước quy định sẽ loại bỏ được đầu cơ. Chính vì vậy, giải pháp này càng làm cho thị trường rối lên. Nên nhớ, dù các thành viên này thuộc sở hữu ngân hàng nhà nước, nhưng họ vẫn là đơn vị kinh doanh. Lẽ dĩ nhiên họ cũng mua vàng từ ngân hàng nhà nước rồi bán lại cho thị trường phải có lợi nhuận. Nghĩa là sau khi mua vàng từ đấu thầu vàng miếng, nếu giá vàng giảm, các thành viên này không bán lỗ được, nên chênh lệch giá vàng vẫn sẽ cao. Còn khi giá vàng trên thị trường tăng, đương nhiên các thành viên sẽ bán vàng giá cao. Các thành viên phân phối vàng miếng sẽ không chấp nhận lỗ để giúp ngân hàng nhà nước đạt mục tiêu thu hẹp giá vàng như đề bài đặt ra. Vậy ngân hàng nhà nước bán vàng cho ai? Mang tiếng là bình ổn cho thị trường, cho người mua được vàng. Nhưng người dân nào có tiền để mua? Và tại sao cả nước chỉ có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mới bán ra vàng miếng? Người dân nào từ bỏ công việc để xếp hàng đi mua vàng? Và người dân nào mà trả tiền cho người khác để xếp hàng mua vàng? Hàng loạt các câu hỏi đặt ra từ bài giải sai của ngân hàng nhà nước càng không có câu trả lời. Cách tốt nhất lúc này sớm dừng giải bài toán mà đề bài đã sai để chuyển sang bài toán khác với nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước, đó là tỷ giá, tín dụng và lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trước câu hỏi người thuê người khác xếp hàng mua vàng và người nhận tiền đứng xếp hàng mua vàng có vi phạm pháp luật hay không, luật sư Phạm Ngọc Hưng cho biết cả người thuê và người xếp hàng đều không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu người thuê hoặc người xếp hàng gom mua số lượng nhiều để bán trên thị trường chợ đen, hưởng chênh lệch, hoặc thuê nhiều người mua gom vàng để lũng đoạn, đẩy giá thì lại là vấn đề khác. Lúc này đã có dấu hiệu vi phạm và cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn để điều tra, làm rõ vấn đề và đưa những đối tượng vi phạm ra ánh sáng. Cũng theo luật sư Hưng, việc mua bán vàng trên thị trường chợ đen lúc này rất cần được quan tâm. Bất cập xuất hiện từ phía cơ quan quản lý. Khi ngoài SJC thì chỉ có một số ngân hàng được phép bán vàng nên mới tạo cảnh chen lấn.